Ngày 23 tháng 10, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an thông tin, sau 2 tháng thực hiện tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện xử lý gần 70.000 trường hợp vi phạm, phạt hơn 80 tỷ đồng. Theo đó, từ ngày 15 tháng 8 đến 15 tháng 10, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã thực hiện tổng kiểm soát hơn 483.800 trường hợp, phát hiện xử lý hơn 65.900 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 80 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe, bằng chứng chỉ chuyên môn các loại hơn 5.400 trường hợp, tạm giữ 595 phương tiện. Trong đó, có một số hành vi vi phạm như vi phạm nồng độ cồn 99 trường hợp, vi phạm về ma túy 15 trường hợp, vi phạm về tốc độ hơn 3.400 trường hợp, vi phạm liên quan giấy phép lái xe 272 trường hợp, vi phạm liên quan kiểm định 80 trường hợp. Xe hết niên hạn sử dụng 3 trường hợp. Tự ý cải tạo phương tiện 8 trường hợp. Chở quá số người quy định 1.352 trường hợp.